này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức 5 bước thuyết phục được sáng tạo bởi Victor O. Schwab, là một nhà quảng cáo đại tài, người làm nên thành công của cuốn sách Đắc Nhân Tâm vang dội một thời. Và cái công thức 5 bước thuyết phục này thì nó được thiết kế dựa trên chính hành trình tiếp xúc với thương hiệu, với sản phẩm của khách hàng. Đây là công thức đánh vào chính tâm lý, nhu cầu ẩn sâu của khách hàng, từ đó khiến họ cảm thấy hứng thú, được thôi thúc và đưa ra quyết định mua hàng nhanh chóng. Chúng ta sẽ đi vào các bước cụ thể của công thức này như sau. Bước 1, Attention, tìm cách gây chú ý với người đọc. Thì đây là nhiệm vụ của bất cứ phần nào, và thông thường nó sẽ là của tiêu đề, hình ảnh, trình bày bố cục, đoạn mở đầu video. Bước thứ 2, Advantage, bạn phải đưa ra các lợi ích mà sản phẩm có thể đem lại. Bạn có thể tham khảo hai cách sau. Cách thứ nhất là tích cực. Các bạn giúp độc giả nhìn thấy những viễn cảnh sau khi sử dụng sản phẩm dịch vụ và làm theo lời khuyên từ bài viết. Cách thứ hai là cách tiêu cực, thì các bạn giúp độc giả nhìn thấy nỗi đau nếu không sử dụng sản phẩm và dịch vụ và bỏ qua lời khuyên từ bài viết, quảng cáo bán hàng hay video, nhằm khiến cho họ quan tâm và thích thú. Ở bước thứ ba, Proof, thì bạn cần phải chứng minh sản phẩm có thể thực sự khiến khách hàng sở hữu các lợi ích và đáp ứng các nhu cầu của họ. Bước thứ tư là bước Persuade. Ở bước này thì bạn tổng kết lại hai bước Advantage và Proof ở bên trên, đồng thời giải quyết rủi ro mà khách hàng còn băn khoăn khi mua sản phẩm của bạn. Ví dụ, thông qua các chính sách bảo hành, đổi trả. Và bước cuối cùng, bước 5, Action, lời kêu gọi hành động. Bạn cần đưa ra một thông điệp cốt lõi để tóm gọn hết nội dung bạn muốn truyền tải và kêu gọi họ hành động. Cái công thức 5 bước thuyết phục này thì không chỉ giúp bạn tạo ra những mẫu quảng cáo chốt sale thần tốc, mà nó còn thuyết phục khách hàng hoàn toàn. Bạn có thể ứng dụng công thức này ở rất nhiều kênh, nhiều content khác nhau, ví dụ như là làm landing page, làm video quảng cáo, bài viết quảng cáo, hay là voucher hay brochure.